Các quy định Đảng ban hành từ sau Đại hội 13 đến nay cho thấy, công tác cán bộ là trọng tâm để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã chỉ rõ, trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quan điểm chủ trương này đã được Đảng chứng minh bằng thực tế, là từ sau Đại hội 13, nhiều quy định, chỉ thị, kết luận để tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng về nhiều mặt đã được Đảng ban hành. Một số quy định nổi bật có thể điểm ra, như quy định 22 về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, quy định 24 về thi hành điều lệ Đảng, quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, quy định 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung việc hoàn thiện các quy định kết luận của đảng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ theo đánh giá của phó giáo sư tiến sĩ lê văn cường phó viện trưởng viện xây dựng đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh là tất yếu và rất cần thiết cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng phù hợp với sự vận động của xã hội đảng ban hành cập nhật bổ sung những quy định mới là cần thiết tất yếu phó giáo sư tiến sĩ lê văn cường trong văn kiện Đại hội 13 đã nêu rõ tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đến đảng viên và quần chúng nhân dân phải thực hiện đồng bộ nhiều việc. Thứ nhất là nhận thức. Bởi thực tế lâu nay có thể thấy nếu chỉ nhận thức không thôi thì chưa đủ, rất nhiều cán bộ đảng viên vi phạm khi hỏi về nhận thức có biết không? Họ đều khẳng định biết. Nhưng quan trọng là nhận thức phải đi tới hành động. Đặc biệt, Đại hội 13 còn yêu cầu phải gắn nhận thức cùng với trách nhiệm, với quyết tâm chính trị, tức là phải quyết tâm làm. Đã nhận thức được rồi, thì phải làm, phải có trách nhiệm, có quyết tâm, đừng thấy khó, thấy khổ mà không làm. Cũng giống như đánh giá về công tác cán bộ, đây là khâu khó, nhưng không thể khó là không làm. Thực tế, nhiều người, nhiều nơi thấy khó không làm, thành ra tự dưng công tác này bị đánh giá là khâu yếu. Thứ hai là phải hoàn thiện các quy chế, quy định. Xây dựng nhà nước pháp quyền mà không có quy định của pháp luật thì không bắt người ta làm được, cũng giống như câu chuyện trong Đảng, phải có các quy định cụ thể để yêu cầu đảng viên làm theo tuân theo, chứ không thể mập mờ, có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Đơn cử, như quy trình công tác cán bộ trước đây là ba bước, giờ là năm bước, như thế, nơi nào làm theo ba bước là làm sai, làm thiếu, chỗ nào vi phạm quy trình năm bước là làm ẩu, làm tắt là sai, hoặc ghét bỏ, trù dập từ năm bước nhưng làm thành sáu, bảy bước là làm sai. Hay như vừa rồi quy định 37 được ban hành thay cho quy định 47, về những điều đảng viên không được làm. Trước đó, ở nhiệm kỳ đại hội 11, Quy định 47 được ban hành thay cho quy định 115. Nhưng đến đại hội 12, đảng thấy rằng về cơ bản, quy định 47 vẫn phù hợp, chưa cần sửa nên giữ nguyên. Nhưng sang nhiệm kỳ 13, đứng trước những thay đổi, rất nhiều nội dung ở quy định 47 lại không còn phù hợp, đã bị thực tiễn vượt qua. Trong khi đó, nhiều lỗ hồng là những biểu hiện, hành vi, vi phạm mới chưa được dự liệu ở quy định 47, như vấn đề đảng viên mang hai quốc tịch, đảng viên mua bán, sang nhượng, đăng ký tài sản ở nước ngoài. Những quy định, kết luận mới của đảng được ban hành có thể hiểu là cách đảng ta cập nhật bổ sung công cụ để lấp các lỗ hỏng bịt các khe hở lại không để những người có dụng ý không tốt lợi dụng thực chất là những gì chúng ta đã làm tốt thì làm cho tốt hơn những cái chưa tốt thì khắc phục cái gì chưa có thì đưa quy định vào để điều chỉnh đó là sự tất yếu và rất cần thiết cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng phù hợp với sự vận động không ngừng của lịch sử xã hội thứ ba là tổ chức thực hiện cho tốt chúng ta có quy định nhưng có nơi có lúc việc chấp hành không nghiêm tổ chức thực hiện không tốt vì thế vấn đề mấu chốt nằm ở việc phải kiểm tra giám sát việc chấp hành cần chấp nhận thực tế có những vấn đề không thể dự liệu được hết để xem chi tiết về tin này mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này